David xin đánh kính chào quý khán giả của Đài Việt Media TV. Kính thưa quý khán giả, hôm nay David rất là hân hạnh được tiếp đón một người rất là nổi tiếng đến từ Virginia, đó là cô Mã Thu Linh. Cô Mã Thu Linh là một người rất là trẻ, cô hoạt động về đấu tranh chống cô là người đấu tranh để mà làm sao mà giải thể cái chế độ cộng sản. Và bên cạnh Mã Thu Linh cũng có anh Nghệ Lữ đến từ Bắc Cali, anh là câu lạc bộ truyền thông báo chí của Bắc California. Và đặc biệt một người bên cạnh David là anh nghị viên Charlie Nguyễn Minh Chí, anh cũng là trong ban tổ chức và rất là hết lòng giúp cho những ngày tháng qua để có một cái diễn hành ngày mai rất là đặc biệt. Thưa anh, thì anh có thể tóm tắt cái cuộc diễn hành vào ngày mai như thế nào để cho quý khán giả biết thêm, để có thể ngày mai là ngày kết thúc cho cái diễn hành của chúng ta. Vâng, lời đầu chúng tôi xin được kính chào quý vị khán giả của Đài Việt Media TV. Và xin được kính chào anh Nghệ Lữ là từ miền Bắc California đã có mặt ở đây cho chuẩn bị cho ngày mai, cùng với lại một người rất là ở xa nổi tiếng, đó là Mã Tiểu Linh từ Virginia. Và xin được kính chào anh David cũng là trưởng ban tổ chức của cái diễn hành Tết vào ngày mai, tất nhiên là trên đại lộ và Bồ Tát Trần Hưng Đạo. Thưa quý vị, cá nhân chúng tôi rất hân hạnh được làm việc với lại các anh chị em trong ban tổ chức vào những tháng qua. Và chỉ còn có một ngày nữa là chúng ta bắt đầu ra quân và chúng ta sẽ gặp nhau tay bắt mặt mừng, cũng như là chia sẻ niềm vui, và chúng ta cùng tham dự một cái buổi gọi là diễn hành Tết lịch sử trên đại lộ Trần Hưng Đạo. Đây là cuộc diễn hành Tết mà truyền thống văn hóa Việt Nam của chúng ta từ bao nhiêu năm qua, và năm nay thì chúng tôi được biết rằng là với cái chủ đề là Xuân Tri Ân, chúng ta đã gói ghém tất cả những cái sự tri ân của mình đến ông bà tổ tiên cũng như là các vị anh hùng quân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tranh đấu cho cái sự tự do, cái nền tự do độc lập của cho chúng tôi cho có được ngày hôm nay. Và đồng thời chúng ta cũng mượn cái nơi này để vinh danh cũng như là cảm ơn đến nước Mỹ, đặc biệt là nước Mỹ hoặc là thế giới tự do đã cư mang chúng ta trong 45 năm qua, cái nhất là lúc giai đoạn đầu mà khi mà chúng ta tới cái thế giới tự do thì họ cũng đã mở rộng vòng tay để đón nhận người tị nạn của chúng ta. Và vì thế ngày mai là ngày 25 tháng 1, đúng là mùng 1 của năm Canh Tý, chúng tôi xin được kính mời tất cả quý vị, gia đình, bạn bè, thân thuộc, chúng ta kéo ra ngoài đó trước 8 giờ. Tất nhiên là quý vị ra càng sớm càng tốt, có thể là 7 giờ, 7 giờ rưỡi gì đó, phải có mặt đó rồi. Chúng ta sẽ có một cái chương trình khai mạc cho diễn hành Tết thật long trọng, thật là quy mô và thật là ý nghĩa. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái cuộc diễn hành mà chúng tôi nói rằng là một cuộc diễn hành mà quý vị không thể nào mà gọi là vắng mặt được. Cho nên xin quý vị hãy cố gắng ra thật đông. Và rất là cảm ơn nghị viên Charlie Nguyễn Minh Chí vừa trình bày những cái cuộc diễn hành vào ngày mai. Và đây là một người em rất là dễ thương đến từ Virginia. Thì kính thưa quý vị, Mã Thu Linh là một người đấu tranh quyết liệt, luôn luôn là giúp cho tất cả các phong trào. Cổ luôn luôn là đưa những tiếng nói lên các diễn đàn để biết những cái cập nhật từ quốc nội. Và hôm nay em có thể nói cái vì sao em lại đến trong cái buổi diễn hành vào ngày mai, em có thể có chia sẻ những cái tâm tư tình cảm của em đối với khán giả của Đài Việt Media TV. Dạ vâng, trước tiên chào để chia sẻ với anh David câu hỏi đó, và Mã Thu Linh xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý anh chị em đang theo dõi Việt Media TV. Mã Thu Linh xin chào anh Nguyễn Mạnh Trí và anh David và chú Nghệ Lữ. Mã Thu Linh rất là vinh hạnh được ban tổ chức mời qua đây để tham dự cái buổi diễn hành ngày hôm nay. Và Mã Thu Linh nghĩ rằng trong mỗi chúng ta, nếu như mỗi người còn biết yêu quê hương, còn chảy dòng máu Việt, thì chúng ta nên tham gia cái cuộc diễn hành ngày mai. Cảm xúc của Mã Thu Linh khi về đây cảm thấy rất là vui vẻ và ấm cúng, giống như là những đứa con xa nhà được tụ tập về lại với đại gia đình của mình. Mình phải nói là rất là xúc động từ mấy ngày nay được ở bên Cali để mà đi coi những chợ hoa, đi coi những cái cuộc buôn bán ở ngoài đó, từ những trái cây rất là xa xưa mà mình thấy ở bên Việt Nam thì ở Cali đều có.
một cái nắng ấm, không phải chỉ là riêng những cái bông hoa đua nở mà là cái từng người Cali ở nơi đây. Ban tổ chức rất là niềm nở chào đón, mặc dù rất là bận rộn để lo về cái vấn đề diễn hành, mà anh David và anh Chí đây vẫn kêu họ gọi và gọi hỏi thăm mọi người có thử là mọi người đã đến mình ai hay không. Họ theo dõi và biết được chuyến bay của những hội đoàn cá nhân khác đến. Và Mã Thu Linh cảm thấy đây là một cuộc diễn hành lớn nhất trong lịch sử của người Việt mình ở Hoa Kỳ. Lần đầu tiên Mã Thu Linh thấy được, cho dù là những năm trước mình cũng đã có qua đây để tham dự Tết, đi hội chợ, nhưng mà cái cảm xúc của ngày hôm nay và lần này thật là khác. Và những cái lần trước, tại vì ban tổ chức có những cái sự tổ chức rất là, mình nói là nằm trong thuộc diện phải nói là vĩ đại, và có một cái tổ chức rất là chặt chẽ, yêu thương nhau và muốn cho đồng hương khắp nơi, người Việt của mình khắp nơi trên thế giới, tại vì có Na Uy, có Canada, những anh chị em ở các tiểu bang khác đều tụ tập về đây để mà dự cái buổi diễn hành như vậy. Thì Mã Thu Linh nói là Mã bay từ xa tới thì các anh chị em ở ngay địa phương đây không thể nào vắng mặt để có một cái buổi diễn hành chung với nhau để thể hiện được cái sự đoàn kết, và hy vọng rằng đây cũng là một cái chương trình mà để chúng ta tiếp tục cho những cái năm sau, để mà kêu gọi người Việt đồng hương ở đây không cần phải về Việt Nam để mà đón Tết, ngay trên quê hương thứ hai của chúng ta vẫn có một cái Tết rất là ấm cúng. Mã Thu Linh cảm ơn ban tổ chức rất là nhiều đã cho Mã Thu Linh cái cơ hội. Quý vị thấy Mã Thu Linh nói chuyện rất là duyên dáng và rất là hay, mà rất là đi tâm lý, đi vào lòng người. Và cái này còn hơn là sứ ngôn viên của đài truyền hình. Cái này là nói thiệt lòng thôi, tại rất là vui. Tại mình thật ra anh David tại thương Mã Thu Linh trên đây là nói vậy thôi, chứ Mã Thu Linh chỉ là một người nhỏ nhoi trên Facebook cũng giống là trên này, nhưng mà mình không phải là một cái gì ghê gớm, chỉ là cùng nhau, cùng với các anh em cùng chí hướng chống độc tài và lên tiếng vạch trần những tội ác của cộng sản. Rất là cảm ơn Mã Thu Linh. Và kính thưa quý vị, hôm qua thì David biết có một cái tin là anh Nghệ Lữ đến từ Bắc Cali, thì anh đi xe bus suốt đoạn đường hôm qua tới đêm hôm qua, hôm nay mới tới, thì thấy anh rất là có tâm hồn, có cái trách nhiệm đối với cái cộng đồng này, nên anh đã có mặt từ Bắc Cali đi xe bus qua Nam Cali, thấy rất là khó khăn, nhưng anh sẽ trải qua hết tất cả để mà đến tham dự cái diễn hành vào ngày mai. Thì bên cạnh David là có anh Nghệ Lữ có mặt ở đây. Xin anh có thể chia sẻ những cái tâm tư và cái nguyện vọng của anh trong cái ngày Tết sắp đến và ngày mai là ngày diễn hành, thưa anh. Vâng. Điều đầu tiên thì Nghệ Lữ trân trọng kính chào quý khán giả của Việt Media TV, cũng nhân cái dịp mùa năm mới, Nghệ Lữ xin phép kính gửi lời chúc mọi sự tốt đẹp, mọi điều hạnh phúc, an vui, và đặc biệt là mong chúng ta luôn luôn thương yêu lẫn nhau, gìn giữ được cái bản sắc của người Việt là một sắc dân thiểu số trong một cái tổ quốc đa sắc dân, thưa quý vị. Và nếu nói về cái cảm nghĩ khi mà Nghệ Lữ đến đây thì thưa quý vị, San Jose trước đây nhiều năm luôn luôn có cái Tết Parade, có nghĩa là một cuộc diễn hành Tết để nói lên cái tiếng văn hóa. Nhưng mà thưa quý vị, khoảng chừng 5-7 năm nay rồi, cái đó nó không còn nữa. Và biết rằng ở Nam Cali nhiều năm qua cũng đã có, nhưng mà phải nói là lần này Nghệ Lữ đến bởi vì Nghệ Lữ rất là xúc động khi như quý vị thấy hình ảnh, quý vị thấy ở đây là ba người đều là trẻ hết, chỉ Nghệ Lữ là một cái ông già. Thì có cái điều là cái thời chúng tôi rất là vui khi mà chính những người trẻ như là David Võ, như là nghị viên của Mạnh Chí, nhưng mà Chu Linh chung tay cùng với nhiều người dân cử trẻ khác nữa đang có mặt ở tại đây, họ hợp tác, họ làm được một cái điều là gìn giữ được cái bản sắc của văn hóa Việt, đặc biệt trong ngày Tết cổ truyền. Cái điều đó để nói lên cái sự hiện diện thành đạt của người Việt ở một xứ sở mà khi người Việt sau cái biến cố 30 tháng 4 qua đây chỉ với hai bàn tay trắng, mà ngày hôm nay có những cuộc diễn hành nói về cái Tết, có một cái đại lộ bôi xa mang tên Trần Hưng Đạo. Và thưa quý vị, cái điều để nói ngược trở lại cái thời điểm này, chúng ta thấy trong khi cộng sản Việt Nam đang cố gắng kêu gọi hoặc hòa giải, cố gắng ca ngợi những Việt kiều xuân quê hương vân vân, thì thưa quý vị, không cần thảm trạng đồng tâm virus corona với cái việc mở cửa đường biên giới của Việt Nam, trong khi các nước khác thì đóng cửa, thì chúng ta thấy một cái thể chế hèn với giặc và ác với dân như vậy, thì tại sao chúng ta phải đi tìm hương vị quê hương ở ngay Việt Nam, mà ngay ở cái xứ sở này với những bạn trẻ đang gìn giữ bản sắc dân tộc như vậy? Thì chúng tôi nghĩ rằng rất là vui, tôi nói lại một lần nữa, một ông già nhìn những người trẻ làm điều đó
thì chúng tôi rất là hãnh diện và rất là vui. Vì vậy cho nên không gì hơn, chúng tôi mong tất cả những nam cựu quân nhân, tất cả những người đã từng sống với đời thời nhất nền Cộng hòa, hãy tiếp tay các bạn trẻ cổ vũ, tham dự và ủng hộ những việc làm các bạn trẻ, để chúng ta không phải năm canh tí này mà nhiều năm sau nữa các bạn trẻ sẽ thay thế cho cái thế hệ của chúng tôi gìn giữ cái bản sắc dân tộc Việt Nam, làm cho các sinh viên khác nể phục cái tinh thần vươn dậy, đứng lên của người Việt khi đến một xứ sở tự do, thưa quý vị. Và đó là cái suy nghĩ của Nghệ Lữ. Và rất cảm ơn nhà báo Nghệ Lữ đã chia sẻ cái tâm tư, không phải là cái diễn đàn này không, mà một cái sự quan tâm đến cho tất cả người dân đang sống tại quốc nội. Thì hy vọng một ngày nào đó thì tất cả mọi người đều muốn trở lại với Việt Nam với một cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, một cái đất nước có đầy đủ dân chủ và nhân quyền, có luật pháp. Thì ngày đó không còn bao xa đâu, phải không thưa anh Nghệ Lữ? Dạ vâng. Dạ. Kính thưa quý vị, để tiếp lời của David Roy, cho phép Nghệ Lữ được bổ sung thêm là chúng ta thấy rằng đến nay đã năm thứ 45 sau khi Cộng sản cưỡng chiếm Việt Nam, có nhiều người có thể tự cho là họ mệt mỏi và họ như người trong nước, như là tù nhân lương tâm Ngọc Già nói Nghệ Lữ, họ là những người hàng đầu mà đầu hàng. Thì thưa quý vị, cái điều đó có làm chúng ta nản hay không thưa quý vị? Không. Cộng sản Việt Nam hiện nay họ đang chạy ra hải ngoại, họ cho con em họ chạy ra hải ngoại, trong khi họ lại vơ vét đàn áp người dân trong nước. Thì chính những người ở trong nước, tôi nói chuyện thưa quý vị, Nghệ Lữ là một người thường xuyên tiếp xúc với người trong nước, có thể nói rằng họ nói rằng 80-90% người dân trong nước đã chán ngán chế độ cộng sản, chỉ chờ một ngọn lửa, một mồi lửa mà đồng tâm lập sự kiện đã chứng minh rằng ngay một đảng viên 58 tuổi đảng họ còn giết, và giết cả ba thế hệ luôn. Thì thưa quý vị, ngay cả những ông đại tá an ninh cũng viết bài viết phản kháng, ngay những cái người mà từng chống phá Việt Nam Cộng Hòa như là Quỳnh Tấn Mẩm vân vân đã viết cái thư kháng nghị, thì chứng tỏ rằng đảng viên Đảng Cộng sản ngày nay cũng đã hiểu cái thực chất Đảng Cộng sản như thế nào. Thành ra cái điều mà David vừa nói là chúng ta có thể có được một Việt Nam dân chủ nhân quyền hay không, thì tôi nghĩ rằng chắc chắn điều đó trong tương lai sẽ rất gần thưa quý vị. Và chính những người ở trong nước mà Nghệ Lữ tiếp xúc họ nói rằng không xa đâu, và chúng ta mong thay một Việt Nam sẽ là một Đại Hàn, một Nhật Bản như sau này, khi mà Việt Nam có dân chủ nhân quyền. Rất là cảm ơn nhà báo Nghệ Lữ. Thì cũng như quý vị biết là ngày mai là ngày vui cho những người đón xuân, một cái nơi xứ sở thứ hai mà tất cả các em trẻ đã bỏ hết tâm huyết để làm một cái buổi diễn hành, không phải cho cộng đồng Việt Nam đây thấy mà cho cả thế giới thấy. Yes. Có bao nhiêu triệu người Việt Nam, trên 90 triệu người Việt Nam sẽ thấy, sẽ chứng kiến tất cả các em trẻ đã bỏ hết tâm sức. Thì cái đó là cái chứng minh để cho tất cả các anh em cùng nhau nắm tay để mà làm sao một ngày nào đó thì anh em sẽ trở về với Việt Nam, sẽ làm y chang như vậy luôn. Thì thưa quý vị, đó là một cái chia sẻ buồn và vui. Vui là chúng ta là ngày mai là ngày Tết, mà buồn cho dân tộc quê hương chúng ta ngày mai là ngày Tết, có nhiều người nhà là màn trời chiếu đất, rất là đau khổ. Đó là một cái cảnh thảm trạng cho đất nước của chúng ta. Và thưa anh cho lưng mình chí, hôm nay thì mình nói về cái lịch sử của người Việt Nam mình, thì anh có cái ý nghĩa gì cho ngày mai, thì anh có thể nói hết tất cả những cái. Dạ vâng, thưa quý vị, trong cái buổi hội luận ngày hôm nay, quý vị nhìn thấy rằng có hai vị, một vị là từ miền Bắc California, một vị từ Virginia cũng đã có mặt ở đây. Chúng tôi ngày hôm qua cũng đã có cái cơ hội để mà đón tiếp phái đoàn từ bên Na Uy, và ngày hôm nay chúng tôi cũng đang là gặp với những người ở bên Pháp Quốc, phái đoàn bên Pháp Quốc. Tất nhiên là các phái đoàn từ tiểu bang khác cũng đang là về đây, và chúng tôi cứ lần lượt như vậy để mà xin được gặp tất cả mọi người để chào đón tất cả quý vị trước khi mà chúng ta có cuộc diễn hành. Thời gian cũng hết rồi, thực ra chúng tôi xin được một lần nữa chỉ thưa với quý vị là như vậy. Cũng như cá nhân chúng tôi có cơ hội để làm việc, và để làm việc với cái vai trò mà trách nhiệm mà quý vị đã trao phó để chúng tôi tổ chức một cái cuộc diễn hành này một cách chu đáo, thì chúng tôi đã cố gắng bằng mọi cách, bằng hết cái khả năng của mình, cùng với sự đóng góp của nhiều các cô chú, các bác, các anh chị ở trong cái thành phần ban tổ chức, cũng như nhiều giới khác nhau, giới thương mại, giới truyền thông, vân vân và vân vân, đã giúp cho chúng tôi rất nhiều trong cái sự tổ chức này. Phần còn lại, thưa quý vị, phần còn lại chúng tôi phải nói rằng là ở nơi quý vị, cái cuộc
cái cuộc diễn hành này nó có thành công hay không là nó đòi hỏi ở bất cứ mọi người, chứ không phải là chỉ là thành phần ban tổ chức. Thành phần ban tổ chức có thể tổ chức nó rất là hay, nó rất nội dung rất là xúc tích, vân vân và vân vân, cách tổ chức rất là chu đáo, mọi chuyện đâu ở đó, nhưng mà thiếu cái sự chống vắng cái sự tham dự của quý vị thì nó cũng chưa nói tới cái sự thành công của chúng ta. Một lần nữa chúng tôi xin được kêu gọi thay mặt cho ban tổ chức, kêu gọi tất cả quý vị hãy cùng tất cả những người từ nơi xa đã về đây và chúng ta sẽ tham dự một cái cuộc diễn hành này một cách trọn vẹn, ra rất là sớm, và chúng ta sẽ có nhiều cái bất ngờ trong cái lần diễn hành này để quý vị nhìn thấy rằng nó sẽ đi vào lịch sử. Và không chỉ như vậy mà quý vị cũng là cái tiếng nói để mà giúp cho các anh em trẻ có được cái tinh thần khuyến khích các anh em để tiếp tục vào trong cái vai trò đó vào những năm tới. Rất là cảm ơn nghị viên cho Liên Nghiêu anh chị, và chúc anh sau cái ngày diễn hành xong, chúc anh sẽ đạt được rất là nhiều thành công trong những cái mùa tranh cử sắp tới. Và để cảm tạ với khán giả cho đài Việt Media TV thì mà Thư Linh có thể gửi gắm lời chào xuân như thế nào đến với quý khán giả. Dạ, cảm ơn anh. Để chúc mừng tất cả mọi người vào đầu năm mới, Mạo Thư Linh chúc tất cả toàn thể người Việt của chúng ta khắp nơi trên thế giới và những người đang theo dõi Việt Media TV một năm mới tấm tài tấm lộc và nhiều sức khỏe, những niềm vui của năm mới sẽ nhiều hơn năm cũ. Và chúc mừng anh Nguyễn Mạnh Chí và anh David trong ban tổ chức. Mạo Thư Linh rất là khâm phục cái tấm lòng của các anh, không những tốn thời gian tiền bạc mà là công sức và những cái suy nghĩ ngày đêm. Thấy anh David làm cho tới 1-2 giờ sáng mà thức dậy 5-6 giờ sáng để mà tiếp tục làm việc cực lực, rất là khó khăn để có được một cái ngày vui trọn vẹn cho mọi người, khi chúng ta chỉ là người, những người đến tham dự để coi thôi, và phía sau cái sự hào nhoáng đẹp đẽ đó là công sức của các anh ở đây rất là nhiều. Cho nên mọi người đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đến ủng hộ và tham gia để thể hiện cái sự đoàn kết và cái tình thương của đồng bào với nhau. Và tôi xin cảm ơn anh. Rất là cảm ơn Mạnh Thư Linh. Và để kết thúc cho cái buổi hôm nay, anh Nghệ Lữ có một lời nhắn. Dạ vâng. Để kết thúc buổi nói chuyện thì Nghệ Lữ trước hết là rất là hân hạnh được đến với lại Việt Media TV, và cũng kính chúc ban giám đốc đài, quý khán thính giả một năm an khang, thịnh vượng, và chúng ta cùng một lòng hướng về quê hương thân yêu, mong một Việt Nam không còn bị áp nạn cộng sản, để đất nước chúng ta có dân chủ chính quyền, thưa quý vị. Và rất là cảm ơn ban giám đốc của đài Việt Media TV đã cho chúng tôi một cơ hội trong cái ngày cuối là ngày hôm nay và ngày mai là ngày diễn hành, cho chúng tôi có những cái tâm tư chia sẻ đến quý thính giả, khán giả. Và ngày mai là ngày cuối cùng, mời tất cả quý khán thính giả đến đại lộ Buôn Sa Trần Hưng Đạo để tham dự một chương trình diễn hành vào lúc 8 giờ AM giờ Cali, thưa quý vị. Thì chúng tôi năm nhân dịp xuân về, chúng tôi kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, vui tươi, an khang và thịnh vượng. Xin chào quý vị.